Gặp trong cái video trước đó thì những chiếc điện thoại Nokia cơ bản hiện tại tại khu vực của mình ha, lắp sim Viettel hay là Mobi gì nó vẫn còn hoạt động, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện được. Thì các bạn đặt một cái vấn đề là nếu những cái chiếc iPhone 4S này ha, lắp sim vào ở thời điểm hiện tại sẽ như thế nào thì mình sẽ lắp luôn. Ở đây thì mình sẽ lắp sim Mobi trước xem nó như thế nào nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, ok, đang tìm kiếm mạng nè để xem là nó có nhận mạng được hay không. Các bạn nghĩ là được hay không? Không có dịch vụ. Wow. Thì chọn dữ liệu di động nè, bật 3G nè, mạng dữ liệu di động nè, mình lắp bật dữ liệu di động, đang tìm kiếm coi. Trước mắt là không thấy mạng rồi, đã lên được mobifone 3G rồi các bạn ha. Mình sẽ thử tắt coi giống như lúc nãy coi tại sao mà nó hay là nó nhận mạng chậm. Ok, thì bây giờ tắt thì vẫn có hiện mobifone lên các bạn ha. Đó, các bạn thấy là nhận cuộc gọi bình thường đối với chiếc iPhone 4S này ha. Đó, các bạn đã thấy được hiện tại là khi mà có mạng 3G thì chúng ta vẫn có thể thực hiện được những cái Facebook Messenger ha. 3G của Mobi ở thời điểm hiện tại, thử coi nó vào YouTube được hay không. Thì ngày xưa khi mà 3G rồi chúng ta vẫn xem được bình thường luôn, nhưng mà thời điểm hiện tại là gần như là các cái nền web nó cũng thay đổi nữa, cho nên là 3G nó sẽ rất là chậm ha. Mình sẽ thử tìm cái tên kênh của mình xem. Được nữa các bạn, vào thử nha. Rồi, ok, vẫn xem được YouTube nè ha. Rồi, vậy là với cái tốc độ mạng 3G mobifone ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể xem được YouTube ở trên cái chiếc iPhone 4S này nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ thử lắp cái sim của Viettel vào để coi thì với Viettel thì nó sẽ như thế nào ha. Như các bạn cũng đã biết thì hiện tại các bạn mà những chiếc điện thoại nào chỉ trang bị 3G thì chúng ta sẽ không thể nào sử dụng được cái nền 3G của Viettel, chỉ có thể sử dụng 2G để thực hiện cuộc gọi, và nếu như sau này ngắt 2G luôn thì nó bó tay luôn các bạn. Có khi giống như trường hợp lúc nãy khi mà lắp vào nó để là không có dịch vụ nè. Rồi, di động nè, tắt mạng di động nha, bật lại nè. Không có dịch vụ. Bật chế độ máy bay coi. Mở là đang tìm kiếm. Hy vọng là lên sóng ha. Rồi, không có dịch vụ. Vậy là sim Viettel hiện tại các bạn gắn vào những chiếc iPhone 4S này thì không sử dụng được nha. Là ở thời điểm hiện tại tại khu vực của mình, nếu như các bạn đang sử dụng cái chiếc iPhone 4S này thì lắp sim Mobi vào, ok, lắp sim Viettel vào thì
không có dịch vụ